Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày 8 tháng 9 năm 2021. Hôm nay chúng tôi sẽ có những tin chính sau đây. Biển Đông, chiến hạm Úc và Ấn Độ tập trận chung giữa bối cảnh Trung Quốc có động thái gây hấn. Máy bay chiến đấu chủ lực của Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam. Nga trình làng mẫu AK chuyên dụng cho đặc nhiệm. Trung Quốc bác bỏ tin muốn tiếp quản căn cứ Mỹ ở Afghanistan. Và sau đây là thông tin chi tiết, thưa quý vị. Biển Đông, chiến hạm Úc và Ấn Độ tập trận chung giữa bối cảnh Trung Quốc có động thái gây hấn. Úc và Ấn Độ vừa điều động chiến hạm đến Biển Đông để tập trận cùng nhau giữa bối cảnh Trung Quốc có nhiều động thái gây quan ngại. Theo tin quốc tế, rạng sáng nay ngày 8 tháng 9, dẫn lời quan chức của Hải quân Ấn Độ cho hay, tàu hộ vệ chống tàu ngầm INS Kiltan của nước này vừa tiến hành cuộc tập trận với tàu hộ tống HMAS Anzac của Úc tại Biển Đông. Tàu hộ tống ASWINS Kiltan của Hải quân Ấn Độ tập trận với tàu khu vực nhỏ Anzac của Hải quân Úc ở Biển Đông vào ngày 5 tháng 9. Theo người phát ngôn của Hải quân Ấn Độ, Hải quân Ấn Độ đã thực hiện cuộc tập trận tương tự ở Biển Đông với Hải quân các nước Đông Nam Á vào tháng trước. Vào tháng 6 năm ngoái, Ấn Độ và Úc đã nâng quan hệ lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về việc cho phép quân đội hai nước tiếp cận căn cứ quân sự lẫn nhau để hỗ trợ hậu cần. Thỏa thuận được ký kết trong hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Úc Scott Morrison. Đây là hiệp định tương hỗ hậu cần cho phép quân đội hai nước sử dụng căn cứ của nhau để sửa chữa và bổ sung nguồn cung cấp. Bên cạnh đó, tạo điều kiện mở rộng hợp tác quốc phòng tổng thể. Những ngày qua, Trung Quốc đã có thêm động thái gây quan ngại. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 9, Trung Quốc bắt đầu áp dụng quy định an toàn hàng hải mới. Trong đó, Bắc Kinh yêu cầu những người điều khiển một số loại tàu thuyền phải khai báo thông tin chi tiết về hải trình khi đi vào vùng lãnh hải mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Theo giới chuyên gia về luật quốc tế, quy định này của Trung Quốc vi phạm các điều khoản trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Công ước về An toàn sinh mạng con người trên biển. Giới quan sát cho rằng động thái này của Trung Quốc còn nhằm tìm cách áp đặt quyền kiểm soát ở các vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, ngay cả khi bị cộng đồng quốc tế bác bỏ, điển hình là Biển Đông. Máy bay chiến đấu chủ lực của Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam. Trong chiến tranh Việt Nam, máy bay chiến đấu MiG-17 của Liên Xô đã trở thành vấn đề thực sự đối với những phi công át chủ bài của Mỹ. Loại máy bay cũ ấy đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thành công hơn cả các loại máy bay tân tiến của không quân Mỹ. Cũ nhưng linh hoạt. Trong chiến tranh Việt Nam, các loại máy bay này đã tham gia vào các trận chiến của không quân miền Bắc Việt Nam và khiến quân Mỹ phải đau đầu. Mặc dù nó cũ kỹ hơn nhiều so với Republic F-105 Thunder Chief, Thần Sấm và F-4 Phantom, Con Ma do các phi công át chủ bài của không quân Hoa Kỳ điều khiển. MiG-17 khiến tôi kinh ngạc vì sự linh hoạt của nó. Nó đã bắn hạ được nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ, bất chấp việc máy bay Liên Xô cũ hơn nhiều và có tốc độ kém hơn, bình luận viên nhận xét. Mệt mỏi trước những tổn thất ở Việt Nam do máy bay chiến đấu Liên Xô gây ra, quân Mỹ đã bí mật mua lại một số bản sao từ Israel để nghiên cứu và tìm hiểu xem đâu là chiến thuật tốt nhất để đối phó với loại máy bay tiêm kích này. Tuy nhiên, mọi phi công Mỹ tham gia cuộc thử nghiệm đều thua các đồng nghiệp của mình bay trên máy bay Liên Xô hết lần này đến lần khác. Những thiết kế tiên tiến của Mỹ vẫn không thể sánh được với MiG-17 cũ kỹ. Chính do những đặc điểm nổi bật của nó mà máy bay tiêm kích Liên Xô đã phục vụ trong một thời gian dài ở Ba Lan, Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Đức và Trung Quốc. Tổng kết lại, chuyên gia Mỹ lưu ý rằng khả năng của MiG-17 ngay cả thời bây giờ vẫn tiếp tục làm mọi người kinh ngạc. Nga trình làng mẫu AK chuyên dụng cho đặc nhiệm. Súng trường AK-12SP có một số điều chỉnh để phù hợp với nhiệm vụ bí mật thường diễn ra vào ban đêm của các đơn vị đặc nhiệm Nga. Quân đội Nga bắt đầu biên chế AK-12 từ năm 2018 với hơn 100.000 khẩu được trang bị cho quân nhân tới nay. Tuy nhiên, các đơn vị đặc nhiệm Nga yêu cầu một biến thể AK-12 với loạt điều chỉnh để tác chiến hiệu quả, trong đó chú trọng tới khả năng phục vụ các nhiệm vụ bí mật trong đêm của súng. AK-12FP được Kalashnikov Konsen, tập đoàn chuyên sản xuất súng AK, giới thiệu lần đầu trong triển lãm quân sự Army 2021
tại ngoại ô Moskva, Nga hồi cuối tháng 8. Hãng vũ khí cho biết AK-12SP có nhiều tính năng tiên tiến hơn so với mẫu AK-12 sản xuất hàng loạt. Mẫu súng được trang bị báng gập kiểu bắn tỉa với đệm má giúp xạ thủ bắn chính xác và sử dụng các loại kính ngắm cỡ lớn. AK-12SP được sửa đổi để phù hợp với người thuận tay trái lẫn tay phải, gồm khóa an toàn kiêm nấc chỉnh chế độ bắn được bố trí ở hai bên thân súng. Hãng sản xuất cho biết đã sửa đổi một số bộ phận bên trong để tăng độ chính xác của AK-12SP. Một trong những đặc điểm bị chê nhiều nhất của dòng súng AK, AK-12SP có thanh dây mới phía trên và ốp nòng súng ở phía trước được thiết kế lại. Đi kèm với súng là các phụ kiện phục vụ tác chiến ban đêm như đèn pin, đèn laser, ống giảm thanh. AK-12SP thừa hưởng một số đặc tính như tay cầm kiểu súng lục giúp xạ thủ giữ chắc hơn. Bên trong có bộ công cụ để tháo súng khi cần bảo dưỡng hoặc lau chùi. Súng sử dụng hộp tiếp đạn với các ô trong suốt để xạ thủ biết lượng đạn còn lại. Nhưng vẫn có thể dùng hộp tiếp đạn kiểu truyền thống trên các mẫu AK trước đây. Súng có chiều dài 98cm, nòng súng dài 41cm với loa che lửa có thiết kế đặc biệt giúp lính đặc nhiệm đập vỡ cửa sổ hoặc cắt dây kim loại. AK-12SP nặng 3,5kg khi không có đạn. Sử dụng cơ cấu trích khí dài với piston và khóa nòng xoay như nhiều mẫu AK khác. Hãng Kalashnikov dự kiến sản xuất hai mẫu AK-12SP sử dụng đạn 5,45x39mm và 7,62x39mm. Trung Quốc bác bỏ tin muốn tiếp quản căn cứ Mỹ ở Afghanistan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ tin đồn nước này đang tìm cách tiếp cận căn cứ không quân Bagram từng được Mỹ sử dụng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 7 tháng 9 nhấn mạnh không có đàm phán nào đang diễn ra giữa nước này và lực lượng Taliban về chuyển giao quyền sử dụng sân bay quân sự Bagram. Ông bác bỏ tin đồn trên truyền thông quốc tế thời gian qua, khẳng định thông tin Bắc Kinh tìm cách tiếp cận căn cứ từng được Mỹ sử dụng hoàn toàn sai sự thật. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuần qua kêu gọi chính phủ Tổng thống Joe Biden theo dõi các động thái của Trung Quốc sau khi Mỹ chấm dứt hiện diện quân sự tại Afghanistan. Bà bày tỏ lo ngại Bắc Kinh đang nhắm đến căn cứ Bagram, tận dụng quan hệ với Afghanistan và Pakistan để củng cố vị thế đối trọng Ấn Độ. Truyền thông Mỹ tuần này rộ tin Trung Quốc đang nghiên cứu liệu huy động công nhân, quân đội và nhân viên đến Bagram trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường có khả thi hay không. Căn cứ không quân Bagram được Mỹ bàn giao cho Afghanistan vào ngày 2 tháng 7. Hơn một tháng sau, sân bay quân sự đã rơi vào tay lực lượng Taliban. Căn cứ cách Kabul khoảng 45 km, từng là trung tâm chiến dịch quân sự Mỹ tại Afghanistan với đường bay quy mô lớn. Một bệnh viện 50 giường và một nhà tù đủ sức giam hàng nghìn người. Giới chức Bắc Kinh thời gian qua nhiều lần bày tỏ kỳ vọng Taliban sau khi nắm quyền sẽ đảm bảo hòa bình và ổn định tại Afghanistan, giảm nguy cơ khủng bố trong khu vực và các phần tử cực đoan đe dọa Trung Quốc. Trong khi đó, giới lãnh đạo Taliban đã tuyên bố sẵn sàng chào đón đầu tư tái thiết và phát triển từ Trung Quốc.